thấy số bệnh viện mà gọi về mình, em thấy trong người giống như là cái tin không lành rồi, em mới gọi lại. Thì bên kia nó nói là chị ơi ảnh mệt rồi, chị bình tĩnh nghe em nói. Thì lúc đó em quăng luôn cái điện thoại, em không có gì, giống như toàn bộ trời mà sập xuống. Cái em mới đưa, lúc đó em cũng bị Covid mà liên là họa tới mấy người hàng xóm, thì tại vì em nghĩ ở nhà đó cũng bị hết rồi, tại vì mấy nhà đi chung. À, em không còn nghe được một cái gì nữa, em như chết sững con, em thì khóc không có ai dỗ. Thằng con thì cũng bị Covid mệt nào, còn bé kia thì đi cách ly. Nghe tin chồng em mất thì em như là người chuẩn bị sắp chết, thì anh thấy đứa con nó mới hơn 1 tuổi không, nó nhiều nhọc, nó thấy mẹ khóc la vậy cái nó cũng khóc theo. Em chỉ biết ôm con em khóc thôi, em nghĩ lại cái cảnh đó em thật em thấy run sợ luôn đó. Chị Lê Thị Hồng Đào, 35 tuổi, ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, không kìm được nước mắt khi nhớ về những ngày tháng đau thương do đại dịch COVID-19 cách đây 1 năm. Chồng mất khi chị Đào vừa sinh đứa con thứ ba. Lúc đầu tinh thần chị hoảng loạn, sụp đổ. Giờ đây, tinh thần của chị đã ổn định lại, nhưng khó khăn vẫn chồng chất bởi chị một mình gồng gánh nuôi ba con thơ bằng với mức lương công nhân không ổn định. Khi nhận được tin con gái được bảo trợ trong chương trình Cùng Con Đi Tiếp Cuộc Đời của báo Thanh Niên, chị Đào đã mừng rơi nước mắt, suốt đêm không ngủ được. Sáng ngày 19 tháng 8 năm 2022, tại tòa soạn báo Thanh Niên đã diễn ra lễ ký kết trực tuyến chương trình Cùng Con Đi Tiếp Cuộc Đời giữa nhà bảo trợ Phan Bích Thiện, tiến sĩ kinh tế, phó chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary, với nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, tổng biên tập báo Thanh Niên, và chị Lê Thị Hồng Đào để bảo trợ bé gái 8 tuổi con chị Đào đến năm 18 tuổi. Mỗi năm bé sẽ nhận được 30 triệu đồng. Có lẽ là mình cũng rất là biết ơn và cảm thấy may mắn là biết được cái chương trình này, để làm được một cái điều gì đó nó cũng nhỏ thôi nhưng mà nó có ý nghĩa. À, có ý nghĩa thiết thực để dù sao là giúp được trực tiếp những gia đình như gia đình chị đấy. Đi mình nghĩ là có lẽ từ hôm nay mình cũng sẽ có thêm một con ở xa ở Bình Dương, và mong là sự giúp đỡ này, nghĩa là mong con sẽ tiếp tục vượt qua được cái nỗi đau này để tiếp tục mà đi tiếp, và làm sao mà con vẫn có thể học hành và phát triển để không kém thua các bạn khác. Và cũng mong là cái phần nhỏ bé này cũng giúp cho chị Đào phần nào về mặt tinh thần cũng như vật chất để chị vượt qua cái nỗi đau mà tất nhiên là không thể nào mà bù đắp được để nuôi dạy ba cháu. Cũng nhân dịp này, thay mặt báo Thanh Niên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, tổng biên tập báo Thanh Niên đã trao tặng cho gia đình chị Đào 5 triệu đồng từ nguồn tiền bạn đọc của báo và gửi tặng một phần quà nhân dịp Trung Thu. Em sẽ chăm lo cho các bé học tới nơi tới chốn, đến mức có thể. Em sẽ cố gắng lo cho các con, cho nó như là thêm cái tình thương của ba, vừa là mẹ và vừa là ba, để lo cho các con có một cuộc sống cũng bằng bạn bằng bè, và phần nữa cho sẽ cố gắng cho em bé học hết cái khả năng của em có thể, tại vì mình đã khổ rồi, cố gắng hy vọng sang cũng như lúc mà ba còn sống á, thì ba nói mặc kệ đi mượn tiền hay làm gì làm, nhưng mà nếu mà cố gắng học thì ba sẽ cho học cho tới nơi tới chốn để cho nó không có gì khổ như ba mẹ. Với tình yêu thương, sự chung tay của bạn đọc báo Thanh Niên, hy vọng không chỉ gia đình chị Đào mà sẽ có thêm nhiều hơn nữa những mảnh đời bất hạnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được tiếp thêm sức mạnh, vơi bớt khó khăn trong cuộc sống mỗi ngày, là điểm tựa giúp các em thêm vững bước trong cuộc sống tương lai.